khi mắc bệnh suy si thận thận bị suy si giảm chức năng không lọc bỏ hết các chất độc để thải ra ngoài cơ thể chính vì thế những người mắc bệnh thận cần có một chế độ ăn uống được theo dõi nghiêm ngặt ấy vậy bệnh thận nên ăn gì 40 người suy si thận kiêng ăn gì chế độ ăn uống tốt cho thận giúp bảo vệ thận không bị tổn thương thêm mà người bệnh thận hạn chế một số loại thực phẩm nhất định để các khoáng chất chất điện giải không tích tụ trong cơ thể một không ăn thực phẩm chứa nhiều muối Thực phẩm chứa nhiều muối có hàm lượng natri cao gây mất cân bằng nước trong cơ thể, gây ra một số vấn đề như sưng mắt cá chân, huyết áp cao, khó thở và tích tụ dịch ở màng tim và màng phổi. Hạn chế các loại thực phẩm hàm lượng natri cao như muối, đồ ăn đóng hộp, đồ đông lạnh ấy các loại nước sốt đậm vị như sốt thịt nướng, sốt bít tết, thực phẩm muối chua, khoai tây chiên, thịt chế biến sẵn, bánh mì. hay hạn chế thực phẩm giàu phốt pho, kali. Khi hàm lượng kali-phốt trong máu tăng cao có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng về tim, nên hạn chế một số thực phẩm như chuối, khoai tây, bơ, cam, cà rốt sống, rau xanh trừ cải xoăn, cà chua. 3. hạn chế lượng purin trong khẩu phần ăn. Người bị suy thận nên giảm bớt những thực phẩm có thành phần đạm trong bữa cơm như ơi, thịt đỏ thịt theo, bò, dê, chó, cá nhiều xương, sữa, trứng và các loại nội tạng động vật. 4. hạn chế lượng chất lỏng nếu bị bệnh thận nặng. Người suy si thận cần kiểm soát lượng nước đưa vào cơ thể, tuyệt đối không dùng các loại thức uống có ga, nước ngọt tổng hợp, cà phê, bia rượu và các chất kích thích khác. 41 người suy si thận nên ăn gì? Chế độ dinh dưỡng tốt cho thận sẽ giúp thận khỏe hơn, làm chậm quá trình oxy si hóa và tiến triển của bệnh người suy si thận nên ăn các loại thực phẩm sau. Một thức ăn giàu chất chống oxy si hóa và kháng viêm, chứa ít kali và pơ dầu tin như súp lơ, cải thia, cổ việt quất, nho đỏ. Các loại rau củ của cung cấp vitamin anh, khoáng chất và các hợp chất chống oxy hóa như bắp cài, cải, cải thìa, ớt chuông, hành tây, củ cải, tỏi, hành lá. Ba các loại trái cây giàu chất chống oxy hóa, hàm lượng kali phốt thấp như táo, lê, dâu tây, việt quất, nho khô. Bốn các loại thịt trắng hàm lượng kali si thấp như cá biển, các loại thịt da cầm, gà, vịt, ngan, ngỗng ê, lưu ý bỏ phần da. Năm nên ăn các loại hạt ngũ cốc giàu chất xơ, ít đường béo như khoai lang, khoai sọ, bột sắn dây, đậu đen, đậu xanh, gạo lức, mè. 6. Nên ăn các món ăn chế biến đơn giản như luộc hấp, hạn chế trên nướng á, tuyệt đối không ăn các loại đồ ăn chế biến sẵn, đồ đóng hộp chứa nhiều gia vị không tốt cho người suy thận. 42. suy si thận uống si sùi được không? Những người suy thận không nên dùng viên sủi si vì trong si sủi có thành phần tạo bọt khí co hai có khả năng tạo lắng cạn trong thận. Người suy thận khi cần bổ sung vitamin C nên dùng các loại nước ép từ trái thơm, chanh, táo sẽ tốt và an toàn hơn. 43 suy si thận có phải kiêng đồ uống có ga không? Có, người suy si thận cần hạn chế những thực phẩm nhiều đường như nước giải khát công nghiệp gồm nước ngọt, trà sữa, nước trái cây đóng chai, đồ uống có ga, đây là loại thực phẩm nhiều chất màu tổng hợp, chất bảo quản ấy, không tốt cho thận. 44 suy si thận ăn hải sản được không? Có, hải sản là nguồn cung cấp dinh dưỡng và chất khoáng vi lượng rất tốt cho người suy si thận ở tuy nhiên cần ăn hải sản chọn lọc theo khuyến cáo của thầy thuốc. Người suy si thận có thể ăn hầu, sò điệp, hải sâm, cá vượt biển, tôm giúp bồi bổ thận và tăng cường sức khỏe, tránh ăn qua, cá trích, cá sú vàng, cá cơm, mực, các loại sò biển khác giàu kali, phốt pho không tốt cho thận. 40. Người làm suy si thận ăn thịt chó được không? Không, người suy thận không nên ăn thịt chó vì thịt chó có tính nhiệt cao, khó tiêu và gây trứng bụng. Việc tiêu thụ thịt chó thường xuyên và lâu dài có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa và làm hại cho gan và thận. 46. Người suy si thận có phải kim muối không? Không ơ, người suy si thận cần hạn chế lượng muối ăn đưa vào cơ thể và ăn tương đối nhạt. Muối sẽ được thải bỏ qua đường tiểu, khi cả hai thận đều bị si, muối sẽ không được loại bỏ mà ứ lại trong cơ thể gây phù, tình trạng ứ nước gây ra cao huyết áp làm suy si tim và tăng tình trạng suy si thận. 47 suy si thận uống trà xanh được không? Có trà xanh có nhiều lợi ích sức khỏe cho thận, trà xanh giàu catechin, một chất chống oxy hóa mạnh, hỗ trợ điều hòa huyết áp để ngăn ngừa suy si thận mạn tính ấy, trong trà xanh có chứa caffeine, giúp cải thiện lưu thông máu và gia tăng tăng hiệu suất lọc của thận. 48 cây chó đẻ diệp hạ châu chữa suy si thận được không? Diệp hạ châu cây chó đẻ có công dụng giải độc, tiêu viêm, thông huyết, lợi tiểu, ngăn ngừa sỏi thận ơ và hỗ trợ điều trị suy thận giai đoạn đầu rất hiệu quả. Cách dùng rất đơn giản ơ. À. Mỗi ngày chúng ta dùng 15 gam diệp hạ châu hãm trong 150 ml nước sôi để uống thay trà trong ngày. Một liệu trình thường kéo dài 10 đến 14 ngày, không nên dùng kéo dài hơn sẽ không tốt cho sức khỏe. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Hãy lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình của bạn hoặc bấm vào nút đăng ký để không bỏ lỡ video của Trần Văn Luận nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.